Có một lần, ở thành phố Seoul của Hàn Quốc có một nhóm bạn thân gồm hai cặp đôi trẻ tuổi, Jihoon và Suzy -ji cùng với Minho và Jiun. Mặc dù cuộc sống hàng ngày của họ đã trở nên bình thường và dễ dãi, nhưng trong lòng mỗi người đều khao khát những trải nghiệm mới lạ và cảm giác thăng hoa của tình yêu. Một ngày nọ, trong lúc trò chuyện và tìm kiếm cách làm mới cuộc sống tình dục của họ, Jihoon đưa ra ý tưởng tổ chức một buổi tiệc thác loạn. Ý tưởng này đặt ra một thách thức lớn cho các cặp đôi, nhưng nó cũng là một cơ hội để họ khám phá những mặt mới trong tình yêu và mang lại sự kích thích cho mối quan hệ của họ. Sau khi thảo luận và đồng ý với nhau, cả bốn người quyết định tổ chức buổi tiệc tại một biệt thự xa hoa ở ngoại ô thành phố. Đêm đến, những ánh đèn lung linh và âm nhạc sôi động đã làm cho không gian trở nên ma mị và hấp dẫn. Tất cả cảm xúc và bức tranh tình yêu cùng nhau pha trộn trong không khí. Ji hun và Suzy đôi tình nhân đầy nhiệt huyết quyết định khám phá những khoảnh khắc dữ dội và lãng mạn họ thử những trò chơi táo bạo và mang đến những trải nghiệm mới lạ cho nhau tạo nên những khoái cảm vô tận